Chào cả nhà nghe. Hôm nay ra coi mẹ làm ống bánh gò trồng rau nè. Đó. Mẹ lên mấy cái clip để trồng rau nè. Sữa Hào qua đây là nào vậy? Vậy đó hả? Vô hỏi con nổi Xuân Hùng đâu rồi? Chơi gì đó Xuân Hà? Dạ. Mẹ mới mời hả? Chặt mấy cây nhánh mè. Dạ. Mẹ đang ứng gì quá trời vậy? Cái này nè. Cái gì quên người ta? Cà hả mẹ? Cà. Cà không? Ủa mẹ cà mẹ bầu ra đó hả? Cà đó cà. Ủa cái này cái gì quên tốt rồi ta? Ứng gì quên luôn, không nhớ luôn. Giờ mới đi ăn cà nè. Đi rải hộp cho cải nè. Cái này mũi cắn hả? Cái này ứng gì quên rồi. À, màu trắng. Mới ươn qua nó gần tốt. Cái cây này nó lên bông rồi nè mẹ. Lên bông rồi đó. Rồi lại gãy à. Cái sữa đũa nó đè. Dạ, cái sữa đũa đè ngã đè. Ra đây nó lên đó nè. Dạ. Nó ham quá. Nó lên nè. Em. Cái bầu. Một tiếng nữa mẹ về nó lên. Có cái trổ bung ra tròn vo vậy nè. Dạ. Này nó trổng nhiều cái nè, cái bưng tròn ra vậy nè. Dạ. Nó nhuyễn vậy nè. Mà nó tròn như cái chén vậy. Nhìn dễ thương. Đẹp quá ha. Mai mốt nó nở tròn lên nó đẹp nữa. Hồi qua bắt năm chỉ cây này. Dạ. Ai về cái trưa mẹ thấy cây này trổ. Mẹ nói ủa sao cây mà bắt năm cây không có lá rồi đó, sao ra bông. Mẹ nói cái đây nè, cái này nó nè. Mà nay nó rụi lá rồi nó trổ bông. Dạ. Còn cây này sao không lên bông mà trổ lá. Mẹ lên clip mẹ trồng gì vậy mẹ? Trồng cải hả? 2 lít mùng tơi. Này clip này cải củ. Giờ ơi. Mát hả con? Ừ, clip cải xanh. Dạ. Với một clip rồi dạ em gì đây. Xong lên rồi đó. Còn mấy bên đây để chiều ấy trồng cải bắp. Dạ. Hôm qua mẹ ra ngoài đậu bắp ngoài hả mẹ? Không, trồng đậu bắp, mẹ hái xa lắm. Dạ. Trồng dưa với bí. Dạ. Nay có cái gò lớn, có cái bờ lớn là mình đi ra ngoài dễ. Ừ, trồng sơ sơ thôi, trồng dạ. Nhiều cũng ngay ăn. Mất công cực đi hái. Trồng sắp. Trồng ít chắc rồi vậy đó hả? Đủ ăn đi kìa. Có mình cỏ nổi thì mà. Dạ. Mẹ ngã cái cây sô đũa này, còn cây sô đũa này mới lớn tốt quá nè. Mẹ tính để cho có bóng mát nè. Dạ, để cho có bóng mát nè. Mua hai bơ phân 80 nè. Mẹ mua nào vậy? Rải hết bao rồi. Còn bao để mẹ mua hồi nào vậy? Bữa mẹ mình sơn đi qua bơ cơ dùm quanh đó. À, dạ. Mẹ ơi. Ơi. Nhà có bàn hả? Ủa, ướng này gì quên người ta? Ủa, anh ra ta. Cái bông hả? Cái bông hả? Nó hỏi mà nợ cái bông hả? Ê, ơi. Quạt cua đâu hả? Quạt cua ở nhà mình á. Nó không có cái lồng á. Theo đi chơi. Mắt à. Mắt à. Thấy là đổ thôi nè. Thế Hà đây chơi với nội nghe. Mày về nấu cơm nha. Ba ừ. Trồng gì đấy mà dần những quả nó ra đâu. Mấy ba bà cô chú đi. Giỏi. Này trồng này thì hồi qua cho bắt 52 cây. Dạ. Bầu sẵn cho. Còn cho bắt 9 cục 4 cây. Dạ. Đặng mẹ trồng đằng đó. Cà bóng đèn. Cà này trồng lên ăn mấy cây vậy mà nó nhiều trái lắm á. Bắt 9 nói cà phá không lấy đâu. Cà thứ một xíu cho mới lấy. Bắt năm hỏi trồng luôn ra đây để cho nè. Chín gà thứ một xíu đem về mới lấy với cà pháo không ăn đâu. Hôm qua mẹ cho bắt năm còn mấy cây cà pháo nữa cả. Dạ. Để lấy ra đặng cái chậu đặng ương lại cà tím. Dạ. Ủa giờ mẹ nghiệm không ra cái này là cái gì vậy ta? Để nghiệm trên nó là cái gì ta? Tức mình thiệt chứ. Cải không hả cải?
trời, hôm nay đang bứng ra trồng. Trồng cái gì quên rồi. Mai mốt phải ghi trong cái thùng nè. Làm ưng cái gì gì không, mình cứ từ từ nhớ lại. Dạ. Mày có mấy dây nhẫn lồng kìa, mai mốt cho nó leo lên trời nè mẹ. Nhẫn lồng thì ngon lắm mà sợ nước sâu. Dạ. Sợ quá. Con sâu thì ghê. Sâu thì ghê quá. Mẹ mới bỏ mấy nhánh trà đằng cái lùm đằng đó đằng cho nó leo kìa. Dạ. Ừ, để lát qua bác Hai xin nắm lá đinh lăng. Tự nhiên được nhớ lại bác Hai nắm lá đinh lăng uống ngủ. Dạ đúng rồi. Rồi, mấy bạn qua cô chú nha. Về nấu cơm. Mát quá.